Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2022 lịch dương nha. Còn lịch âm thì hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 12 rồi ạ. Còn ít ngày nữa là cũng đến Tết rồi. Thì cái vườn bưởi này rất là đẹp nha mọi người. Vườn bưởi to này nhà em thì gần như là 60% là quả thật nha mọi người. Như là các cái quả ghép thì mọi người thấy rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái lô bưởi này nhà em còn mấy cây, đến 60-70% là quả thật. Thì hôm nay em sẽ quay cô chú anh chị xem nhá. Mà đặc biệt là cái buổi diễn này, thì khi mà quả thật ý ạ, nó chín thì cực kỳ thơm và cực kỳ bền quả nha cô chú anh chị nhá. Thì đây, cây đây rất là đẹp. Thì em cũng quay lên đây để một phần là cô chú anh chị tham khảo được những các cái cây bưởi đẹp như vậy và biết được cái giá dao động của nó là bao nhiêu. Bưởi thì bưởi Tết đi ạ, bưởi rồi cây cảnh chơi Tết thì nó sẽ dao động theo từng năm. Như năm nay thì cái giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều, cao hơn cũng tương đối đấy ạ. Nhưng mà cũng không lấy gì nằm nạ cả, bởi vì năm nay sương muối rất là nhiều và lạnh muộn ý. Cây nó đạt để mà đẹp ý thì rất là ít cây đẹp, cho nên là cái giá của nó sẽ bị cao hơn mọi năm một chút. Cao hơn một chút thôi, cũng không cao hơn nhiều lắm đâu cô chú anh chị nhá. Đó. Thì đây, cây này của nhà em đây là 80% là, à đâu, em xin lỗi, là 60%, tầm 60% nói 80% thì hơi quá nhá. Cây gốc rất là to. Thì em cũng là xuất hàng cho khách thôi. Hôm nay xuất hàng cho khách thì cũng làm một cái video để cô chú anh chị xem, để khỏi quên kênh của em nhá. Em là nhà vườn Trang Yến, số điện thoại 0967439699, kinh doanh cây độc lạ và có các mặt hàng bưởi, cam, ghét chơi Tết cho cô chú anh chị nhá. Đây, cây này thì rơi vào khoảng 70% là quả thật này. Đó. Mà cái thợ ghép rất là đẹp nhá. Thợ ghép quả rất là đẹp này, có tầng trên tầng dưới. Và quả thật, quả thật và quả ghép thì nó cũng xen kẽ nhau, nên là rất là nghệ thuật nha cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị vào xem thì ủng hộ em một like và share và đăng ký kênh dùm cho nhà em nhá. Em cảm ơn rất rất nhiều cô chú anh chị. Đó, này, em quay cô chú anh chị xem. Để mà nói mà có những các cái cây bưởi như này thì người nông dân cũng phải tốn rất nhiều công sức rồi. Đó. Tốn rất nhiều công sức, nhưng mà để đổi lại là có những các cái cây đẹp như này cho mình chơi. Doanh nghiệp rồi cơ quan lớn ạ, rồi biệt thự các thứ mà có làm một cây như này thì cũng rất là ok nhá. Cây gốc rất là to này, hoành gốc cũng chắc cái này phải rơi vào khoảng tầm 60 á. 60 hoành gốc tầm 60 nhá. Đó, cây này phải rơi vào tầm 70% quả thật nhá. 70% là quả thật cô chú anh chị nhá. Em sẽ quay từ xa ra cô chú anh chị xem này. Quá đỉnh luôn. Đó. Cây rất là đẹp từng góc cho cô chú anh chị xem. Cái vườn này em cũng bán tương đối rồi, cũng không còn bao nhiêu nữa. Chắc chỉ còn 4-5 cây thôi. Rất rất đẹp luôn ạ. 80%, 70% quả thật nhé. Có cái cây này là 80% quả thật này. 80% là quả thật. Nhưng mà cái cây này thì nhà em đã bán rồi. Cái giá các cái cây to này, nếu như mà nhà em xỉ ở đây thì nó sẽ rơi vào khoảng độ 17 đến 19 triệu một cây nhá cô chú anh chị nhá. 17 đến 19 triệu một cây. Đây là giá xỉ, và cái giá này là nhà em đã bao cẩu lên xe rồi, chứ không có bao xe vận chuyển. Và nhà em chỉ bán xỉ nhá, không có bán lẻ các cái loại này. Đây cô chú anh chị xem này. Đó, nhìn em là quả thật nhá. Đó, nhìn quả thật 100% luôn. Quả mướt mượt mượt luôn nha cô chú anh chị nhá. Gốc bưởi diễn già. Đó, cô chú anh chị nhìn. Cây nào quá là mê luôn. Thôi em cũng xin kết thúc video ở đây. Cô chú like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Em cảm ơn rất là cô chú anh chị ạ.